hai cho cáo ngồi. Chào cáo ngồi. Ngồi với kênh Thịnh Kênh TV. Rồi, nói chung là hôm nay mấy anh em mình sẽ quay lại chính thức luôn nha các bạn. Thì hiện tại thì Dân thì cũng nghỉ dưỡng bao lâu nay thì giờ cũng vô nha các bạn. Cũng trắng trẻo xinh đẹp. Ở nhà giờ lại nghỉ lâu phải trắng cầm lẽ nghỉ lâu mà ở nhà em đen nữa rồi. Khỏi nói luôn. Đi nhà làm gì không? Ở nhà em làm ép. Thôi quay lại nè. Nói chung là nay bên em mình mở đầu một chiếc mới thì bạn cũng biết rồi. Gian sành nữa chứ đâu. Nói chung là cái phòng cảnh này là mấy anh em mình đang đứng ngoài đồng nha bạn. Thấy bạn quần này áo nọ là biết rồi đó. Nói chung là hôm nay mình anh em mình sẽ tự trang trải, tự do tự lo và kiếm thức ăn tiếp nha các bạn. Nói chung chủ đề là... nói chung mà sinh tồn mà nó đã luôn. Trời ơi, của em, ngày của em. Nhưng mà sinh tồn mà em không biết bắt cá. Em biết dọc sao nè. Vậy nha, em mới hết băng bó xong chắc cũng bơi con tay à. Tay bơi tay chưa? Bơi lặn cụt cụt ba bữa mới nổi lên. Sao ba? Sao đó, đừng nói. Nhưng mà đang dưới nước mình đừng nói những điều xui xẻo. Mà ôi phong cách anh Khánh đặc biệt chứ trời, gần Gucci rồi áo áo đi học, áo đi học rồi dép vậy, dép gì dép bắp ba ghê rồi ngon thôi lại nha, cũng mấy bay mắc review lắm mà. Đúng rồi, thôi lại đi. Nói chung là mấy anh em không để bạn chờ lâu nữa, còn chờ hay let's go. Em mới với tao nên để hai người ăn với hai người cùng lúc được. Cái này về hết chết cam lại mà về chết cam lại chứ đang ngồi hiu hiu đừng đẩy cái xô của tao đang ngồi chiêu chiêu à. Uống nước không định? Có. Có nha, nước nó ngửi nha. Nói chung là nước hôm nay mấy anh em mình lên mùa nước nó nổi rồi nha bạn. Sao? Mưa nhiều quá nước nó ngồi sâu luôn nha bạn. Anh em mới nước sâu, em thấy nước lạnh. Mấy anh em mình đổi chủ đề đi, người cuối cùng ngồi dưới nước cho thấy lạnh quá, thấy lạnh rồi. Giờ là đứng gần bờ thì mình đã tới ngập tới cổ rồi mọi người. Chung là vợ anh em sẽ chia ra bắt cá. Không chia ba, nay sinh tồn chung luôn đi. Tại vì nay nước lên bạn, ở đây mình cũng bơi chưa có được nữa rồi. Nó đại rồi luôn. Ôi anh thua em. Nay em bơi được. Mấy anh em mình sẽ tập hợp đi chung mò cá chung nha bạn. Thì tranh thủ bắt đi lên sớm chứ nay trời mưa bão dễ bệnh lắm rồi. Bỏ nói các bạn ơi. Nãy chơi mình chơi ngu. Mình nhảy từ nhìn cây xuống. Kích chua. Làm phải đi vô thay. Không biết mấy anh em giờ nó trốn đâu mất tiêu rồi. Mày cưới vậy? Thấy rồi mà. Tao vậy đó được không? Cẩn thận đâu mày. Đổi chỗ quay các bạn. Anh Thịnh, lỡ cách quần con cái nó không quá trời anh Thịnh. Thấy rồi, ngươi bờ cho em đi. Nhục. Nhục. Mày mắc cỡ không? Mày mày mắc cỡ không? Thôi thì giờ mình tiếp tục đi mò cá nha các bạn. Nói chuyện mấy nhỏ này quê quá. Dẹp 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 dẹp. Hay là quê không dám nói chuyện. Hai đứa này em đi bắt cá làm gì ngồi đây trời. Đi rảnh quá, giờ không rảnh về đi kiếm hàng cho người khác mắt đi. Em đang mò nè. Ủa em không biết em mò trên chép. Em rảnh quá à. Bắt bà làm gì vậy Thịnh? Cá lại bắt phụ em nè, tôi nó đi trước xong rồi đụng cá bơ hết rồi bác. Ê, ví dụ mình không bắt cá thì mình hãy đi sau được không? Không.
mình đi trước cái cái mọi em đi. Anh Thịnh đi đằng sau hả? Anh Thịnh không hỏi gì đâu, tiêu em thấy em chìm ngẫm. Thịnh đây có hàng không? Có hả? Có đó. Kệ trong cao nhiều anh Khánh, anh Khánh bác. Đây là anh Thắng còn có tay đó. Không. Từ đứng em đi. Ủa sâu quá à. Sao giờ nó lỡm mới được. Nói chung là từ cái lúc mà trời âm u tới giờ có trời nắng lên chưa có con cá nào luôn. Nói chung là giờ gán cái gói hàng này phải có con cá đầu tiên mọi người. Không có thì định ăn luôn. Từ từ chưa. Sâu quá. Nghĩ nó không ra hết. Mùa nước nổi nói chung là mấy bạn hạn chế ra sông nước nha, các bạn rất là sâu luôn. Chích chìm á. Gán gì anh rồi chứ nãy giờ không có hang nào, nói chung có hang mò vô bạn mà toàn có hang láng không à. Cá đi ra ngoài hết trơn rồi. Đây nè, pháo đây nè. Đây. Đi trước đục nước cá lùm lùm trơn cá đi ra. Ôi có kìa. Ủa anh. Ủa đứa bự rồi. Ôi. Bự. Trời ơi nó bự kìa. Ôi. Giờ dưới trời. Anh hấp chim nhỏ dưới. Cái gì vậy anh? Hấp chim. Mình hấp không? Hồi cho em con bự nha. Đâu rồi? Mày còn lấy sao lấy cái áo đi. Giao cái áo dự phòng sáng đem đi đâu rồi? Đi. Đem xuống rồi. Chỉ cầm. Ôi cột lộn lại không dơ cái áo giặt mệt. Bịch trên cái phun thánh cầm im đó, hồi mất anh đánh chửi đó. Anh em mà được con cá nha các bạn. Nói chung là đi từ trời âm u mà tới giờ trời nắng lên mọi người. Anh Thịnh em mới nói à. Ở dưới quê mình á, kiếm đồ ăn rất là dễ, chỉ cần biết xuống sông mò là có đó. Đúng rồi. Vậy em nè. Này nãy mới bắt rồi bỏ bên đi. Bỏ ơi, chung bọc đi. Giờ đi bắt tiếp lên nè. Ok. Nói chung là mấy anh em mình đi từ đoạn đầu trên kia đào tới dưới đây luôn bạn. Khúc trên kia trời âm u, xe lạnh dở nắng lên. Phải gán ngồi dài tới dưới luôn. Gán kiếm thêm vài cái hang nữa cá mà chứ đi nãy giờ cũng mấy tiếng rồi. Trời ơi nãy giờ đi không thấy một con cá nữa chơi chị Dân. Chị có cá nè. Chị Dương sinh tồn. Ừ sinh tồn nãy giờ thấy chị quẩy thôi mà chị có cá nào. Trời ơi. Ở dưới hàng có không? Con cái hàng mà không có con cá. Đâu lặn rồi. Thôi, nhớ con lặn đi. Nhớ bỏ lặn rồi, chị ngấm ở dưới luôn rồi sao. Bỏ lặn rồi. Anh Thái đi có không? Anh có hàng rồi kìa. Thôi, chạy lại đánh đi. Trời ơi, ui. Chạy lại đánh Khánh đi. Ừ, chạy đánh Khánh đi. Đi, đi. Coi chừng cây á. Coi chừng cây nghe bà nội ơi. Chị Dân bơi rất là giỏi nha mọi người. Giỏi nổ. Như vậy mình chìm. Dạ. Mình không biết anh Thịnh đâu nha mọi người. Có chân tầm đầu á. Ai xin lỗi anh nha, để em đi qua bên trước á. Có chân. Em nhớ anh. Chị Dân mà anh. Khoan, để anh Thánh đi. Nói chung là thôi mình ngắn quá bạn ơi. Không có hồi nổi đâu thôi. Nhờ anh Cam đi theo qua mồi rồi mấy ơi. Anh dở quá à. Hình như nãy nó bị mắc kẹt cái đầu vậy các bạn. Mình kéo hoài nó không ra. Hơi ngang quá ngang luôn. Trời ơi anh Thắng đập dữ lắm rồi mọi người. Có không? Đi đây cho em cầm ơi. Cầm mất đứng thấy nha. Cầm đây mà nha. Mất đừng không có đi. Chung là giờ mấy anh em mình đã thu thập thêm một con nữa nha bạn. Là như được hai con đúng không? Dạ đúng rồi. Mình đã không có rồi đó. Ủa Khánh không có nữa kìa bạn. Vậy đẳng đi. Đẳng con Khánh ơi. Anh Khánh bự hơn mình con, có anh Khánh bự không? Ờ con cá. Cá sấu của anh Khánh bự hơn của anh rồi. Thôi của anh Thịnh. Đâu cá đâu Nhi. Cá đâu? Cá đâu? Cá đâu? Nhi cầm à. Nè lên. À đây nè. Giờ được có. Cá bịch này chân chép nè. Giờ được 3 con hết ta? Đúng. Được 3 con rồi. 3 con rồi. Trời ơi chiến này à, bắt được 10 con. Không nó có đâu mà. Phải có chứ. Từ từ đem rỡ cái bịch ra cái bịch này nó ấy lắm. Hồi nãy rảnh quá tự nhét cho cái bịch làm gì trời. Trời ơi. Chắc con Khánh dục rảnh chửi. Hồi nãy đứa nào chơi cái con cá sấu của tao đi thăm đầu gối đầu lát thôi đừng ăn cái con đó của tao nha. Bỏ vô. Rồi, đâu nè. Cá đâu? Cá cho mọi người coi đi. Con nãy đâu rồi? Cá nè, ba. Được 3 con nha bạn.
Anh Thịnh, anh thấy ai đứng giữa đứng dưới nước luôn? Chỉ có em với anh Khánh làm được thôi nè. Dạ. Đứng dưới nước. Anh đứng được không? Đang đứng trên bờ luôn mà. Em đang đứng dưới nước nè. Ôi chị sợ. Ở đây đụng được mà, đụng được mà. Có ai cao không? Ơi, em không nói là em không gỗ dưới đâu. Em không nói là đại diện đâu. Ai mượn mày nói hả? Em mượn. Hàng cổng trường đi. Thôi nói chung là giờ nắng lên khá gắt rồi nha bạn. Bữa nay mình sẽ cố gắng đi dài dài lên tới chỗ nữa để kiếm hàng này kia rồi bắt tiếp nha bạn. Là giờ bữa nay được thành lắm được 3 con rồi, giờ bán bắt chuẩn 2-3 con rồi 3-4 con nữa nên lên rồi. Thôi đi khá lâu rồi. Giờ thì mấy anh em mình sẽ chia qua bên sông bắt nha bạn. Anh Thịnh ở bên đây, chứ anh Thịnh không biết bơi. Nói thẳng ra là vậy, tôi cũng mới gãy tay rồi cũng không biết bơi nữa. Không biết bơi gì, ý là bơi một tay đó. Ừ thì bơi một tay được mà, bơi ngửa. Thôi giờ anh em mình cũng đi lên đây bắt hồng. Đi bắt hồng hả? Xeo. Anh Cam ơi. Giờ túi anh đi bỏ anh Cam ơi. Bắt hồng ở đây, Khánh theo bơm nữa. Đừng có thăm. Hồi nách như mày á. Dân hồi nách, dân hồi nách. Đừng có thăm. Anh Cam ơi. Ở đây có hàng cá không? Mà không biết có cá không? Bơi gì qua tới. Trời ơi, nãy giờ chị Thịnh không thấy luôn á. Anh Thịnh đi đâu mà lẹ mà bơi nhanh thấy sợ luôn á. Hai chị giờ hai chị mình đi kiếm anh nè. Đi nhìn. Ông ơi. Không biết bơi như bơi trong bờ nhắn mình. Ôi. Anh ơi, anh không biết bơi nhưng mà anh bắt được cá ok. Nhưng mà hai chị em mình biết bơi, không biết được cá. Được con nói nha bạn. Con này chắc cỡ ở cái lòng bàn tay mình luôn mà. Bự hơn luôn. Bự hơn. Bự hơn. Bao cá đâu rồi? Bao cá nè. Anh lên Thịnh. Ơi, anh Khánh có cá luôn nha bạn. Kệ Khánh có cá luôn gì kìa. Bự không anh Khánh? Anh Khánh, bự không? Chắc cũng cỡ con này. Ui, để lên. Có tay à, có bự chết. Vậy là nãy là 3 con đúng không? Đúng rồi. Con này có 4, của Thanh là 5, vậy 5 con đó bạn. Để quay cho các bạn coi. Các bạn coi, đúng rồi. Bỏ vô. Con của anh Thanh nè. Nhảy vậy anh Thanh. Chưa bao giờ anh thấy mầm gì đó. Xuống chào bá gì luôn á. Ngon quá các bạn ơi. Chú ăn nó mày nó ngon rồi. Hay. Trong người mình là có 4-5 người, với anh 4 người với anh cây 5 phải không? Đúng rồi, giờ được 5 con rồi. Thôi kêu dư xíu ăn chỗ đã. Đúng rồi, tại vì Nhi nó là heo. Gì đó? 2 con hay 1-2 con vậy đi. Cái con răng này nó chém nói chung nè. Anh nhớ cái đợt mà ăn cái gì với Nhi nặng Nhi. Mới giờ chưa bỏ vô tới miệng nữa. Ngon quá, ngon quá, nhớ không? Giả chân. Chị giá kỳ quá à. Chứ giờ đi mò tiếp ba. Nói chung là giờ bữa nay sẽ gán kiếm 1-2 hàng nữa, mong rồi có cá sớm bạn, lên sớm ơi. Lạnh quá à. Dư dư ra ăn ngon, 1-2 con, 2-3 con vậy bạn. 2-3 con đó đi, rồi nhìn đi. Ê chị vô. Mấy ổng đi nhanh chứ không. Thôi chị, hai chị mình lên bờ nghỉ mệt đi. Ừ chứ mệt quá à. Rồi đã giờ đi mình phá không chứ mình có quay, mình có bắt cá quay biết gì đâu. Mệt cũng chết lạnh nữa, thôi lên bờ đi. Lên bờ. Ừ, đi. Mệt cái trời ơi, nãy mệt giờ nó mệt điên luôn á. Mệt được rồi mà em làm gì mệt điên dữ Nhi. Thì em nói vậy cho cái tự sâu sắc nó vui vẻ hơn thôi chứ có đâu mà cầm một cá mà không mệt. Ôi mệt mà cũng cần sâu sắc hả? Ủa mà sao sợ em ta đi chứ liên quan gì đâu mà, miễn có mệt là được rồi. Ủa chị cầm cam chị không mệt hay vậy? Không. Ủa anh làm gì trên đó à? Nãy em thấy anh đi trước mà. Mấy đứa làm YouTube á, không phải cha. Xin tồn mắt cá, ngồi đó không. Trời ơi, làm nói gì chị Dân? Chị có biết đâu. Kêu nó đi bắt cá, mà nó đi mò giúp chén. Nhi đi làm YouTube. Mà thiếu người ta 4 triệu, vợ đòi báo công an. Trời ơi, cha nội này bị gì Nhi? Ủa rồi tự nhiên đang đi cái ghéo tên em luôn. Mượn 4.000 à, nó 4 triệu. Wow. Anh thì nghe bớt đi rồi, bởi vậy mượn đang 4. Đang nắng bị mát mát cái đầu rồi đó. Kêu nó ra chợ mua muối. Mà nó mua 2 hộp với muối. Ủa lại sao nó vậy Nhi? Ủa hồi nhớ em sáng em làm muối mà chứ có đi mua muối đâu. Tự nhiên kêu ra chợ mua 2 hộp với muối thì có muỗi cắn đâu mà mua. Rồi dưới nước mua như muỗi làm gì? Thôi, ổng này bị mát mát. Chưa nắng chị thông cảm đi. Cá nhiều quá. Đầu nó bị gì á? Bắt có mấy con cá mà chích nó mát. Thôi mình đi xuống tắm đi. Đi. Để hồi nát chống mồng không. Đi. Đứa này bị gì mà người la sùm gì đó hết chứ. Cả hai đứa gái mình đợi ngồi. Mình nói chung là hai bạn gái không biết bắt cá nên ngồi cũng sao mọi người. Còn mấy anh em mình sức đàn ông nên biết bắt thì cứ bắt. Mà nãy không biết Khánh bị gì vậy bạn, nắng trưa gì á.
Nhưng mà là Khánh nói cái gì mà hột nhan mũi, bá cung men, cắn muối gì tùm lum. Mình hỏi nên này, mắc cười muốn chết rồi không dám cười. Vô mà giờ nắng khá là gắt luôn rồi nha bạn. Lâm với đội kìa góc trên để mình loại góc này nè, loại sát bên dân với gì người nghĩ một. Trời ơi, loại Khánh làm hết hộn với luôn. Mình không biết bơi bạn, bơi hơi yếu không có đành nữa nên đi dưới nước lội nước mạnh lắm. Lại nay mùa nước lên nữa. Cái gặp mấy cỏ bạn lội rất là mệt luôn. Nói kìa, lội đi ông xanh gì mà la quá chứ. Gặp sẽ dài dài luôn, góc cái gì. Ui, thấy con hen nè bạn. Bây giờ hai chị mình đi bộ. Trời ơi trời. Ôi, trời ơi, đập lên tay luôn rồi. Anh mò được à. Gì? Gỗ hiếm, gỗ hiếm. Ờ à, đúng rồi hả? Gỗ hiếm. Ờ à, ốc đắng chỗ mình nha. Bao cá bự luôn. Đâu? Đâu? Bự không? Vậy nó có gà đâu không bự. Thôi, lẻ luôn đó. Được cá rồi. Cái heo nhỏ xíu à. Được cá con. Con cá nó nhỏ xíu ạ. À. Có chút xíu mà chưa được được cái lòng tay mình nữa. Rồi, nói bạn nãy không mấy khúc ghé bụi mấy cây đá này nè bạn. Nói chung là bạn muốn bắt heo kiếm không ở ngoài sông, giữa sông cũng có mà quan trọng bạn xét vô mấy cái giờ bờ nè, cũng có mấy cái đất nữa. Cho nên là nãy giờ mình mò sát sát gần hát mé mà. Nãy đây nguyên một cái đường mé này rất là nhiều heo luôn nha bạn. Tay chân mình nói chung là muốn bắt nhanh phải không, là bạn sẽ một chân bạn mò với phía xa, còn hai bạn sẽ mò trên bờ, thì đó sẽ bắt được là một trong hai hang sẽ có cá nha bạn. Chung là giờ mình được thêm có cá con á, nhỏ xíu à, còn Thánh với Nhi đây cả dân nữa, mình không biết được cá nào chưa nữa. Bữa nay mình gán bắt rồi lên bạn ơi, tại vì thượng với mình á là cái chiều là nó sẽ mưa bất ngờ lắm bạn. Sáng mưa bắt đầu âm mưu, giờ mưa bắt đầu chưa chưa nắng gắt lên đó, rồi nó chiều cái nó mưa nữa nên mình sẽ lạnh lắm. Nói chung là mùa này các bạn ra đường nên trang bị đủ áo này kia, nó hơi cao nó bệnh nha bạn. Chung là giờ mình sẽ chắc cái lúc ngoài này sâu quá nên mình bơi qua không được, mình sẽ đi lên bờ rồi đưa cá cho hai đứa kia rồi giữ rồi coi ổn không. Thánh bắt được con hai con gì nữa rồi lên nghỉ bạn ơi, chứ em mệt quá mà. Rồi đi ơi, đợi ông lâu quá rồi. Ôi, chị em mình đi bắt ốc đi. Gì vậy? Ôi, vậy là bự dữ chưa? Bự. Hồi nãy hình như anh đem nó lên, nó đụng trúng cái gì vậy? Trời ơi, nó bự, bự. Ê, Phan, coi stop, xì stop. Coi nó có bị thâm giống anh nữa không? Con bấm nó cái mặt ngoài, cái thâm mà. Em ăn cho, em không chạy thâm đâu. Em ăn cho. Ôi, còn anh Thịnh đâu? Anh không thèm anh đây, anh Thịnh đâu? Anh Thịnh đâu ai biết thâm? Ôi, với anh cameraman á. Ờ các bạn ơi, mình mới bắt được con chim chích đó nè. Bảy giờ đi. Thiệt mà nè. Rồi. Đây. Bảy giờ luôn không? Bảy giờ luôn. Đây, đi. Rồi ba anh em mình đi. Đi. Đi thôi, mình đi lên bờ đi. A few moments later. Rồi thì mình sẽ bẻ mấy nhánh cây khô để lát ngồi giữa nha các bạn. Rồi. Giữa này sẽ lên bờ đóng cái cá nha các bạn. Ui. Ủa sao nó ra méo không vậy anh Thịnh? Mà nó dân. Anh là anh phải cho em ăn nhiễu nha, anh coi cái giỏi mà. Trời ơi, nó chày luôn rồi. Một nè. Ủa ba. Đây là 7 con nha bạn. Mấy con chim chép. Nó này cũng đâu ăn được đâu. Sao? Nếu là mấy nào sẽ đi ăn cá trước nha bạn. Mấy con chim chép của em đó hả? Đúng rồi. Cá nồi nê vừa đắp sáng giờ rồi đi bắt rồi thôi. Giờ mấy con chim chép này bắt luôn. Thôi anh bẻ củi thì lo phẩm mình đi. Rồi. Chừng này giờ mấy đây sẽ gom lại rồi xong rồi chờ Khánh rồi nhúng lửa củi rồi bắt đầu bỏ cá vô nước nha bạn. Rồi gom cá đi nè. Vậy thì mình cũng mới cắp mấy nhánh cây khô này đè lên mấy cá cho nó hồi không ngất mé rồi. Cũng đủ rồi. Rồi ăn anh em ơi. Anh đừng nói. Bảy nửa nha. Lấy cái đuôi. Khoan. Cái con này hồi nãy anh Khánh đó đang nướng dưới chừng cánh nó bụng bên cạnh luôn. Người ta bẻ ra cặp hồi nào. Ê. Nó bụng quá. Ăn đi.
đây. Cũng là mình sẽ làm bự trước nha bạn. Nói chung là nướng thì mấy anh em mình canh nó không có chuẩn mấy, nó cũng khác như cục than mà không sao. Canh là nào làm gì có canh? Anh nói gì vậy? Nãy rồi bấm nội mà. Trừ luôn. Thôi mình ăn con nhỏ vậy đó, người ta nói mình là heo quá. Mở bẻ miếng cá nha. Còn chưa bẻ miếng cá xong các bạn ơi. Chạy nữa tôi. Nước chấm ngon quá à. Anh Khánh ơi, anh nướng con này con máu thành cá. Ủa? Ai mượn mẹ ăn hả? Em tao nướng rồi nào. Đây, mình chấm cái mỡ các bạn nha. Như mình nghe anh Thịnh nói thì nó chấm cục kiểu gì làm. Chứ sao trời. Để mình ăn thử rồi có sống chết vô. Giờ ăn đại đi kêu anh chứ sao. Thôi các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Để nha. Mày mà ăn miếng cá nha. Thôi các bạn à. Ví dụ là lâu rồi mới đi xin tờ người ăn cá miếng ngon rồi. Lâu rồi miếng cá kiếm lại ngon quê luôn á. Em mới hiểu chứ cá hấp ở nhà không chỉ làm ăn hết á. Nên là cá nướng thì chắc chắn em sao. Tại vì nó thơm mùi khác các bạn. Nếu như dân giả thì ăn ba mùi khác thì rất quen. Ba mẹ làm cá nướng năn nỉ con không ăn. Đi ra ngoài đường con đi bắt cá lóc kiến về ăn. Mời bạn thêm miếng nữa. Quá ngon nè. Mời Nhi. Mời các bạn. Mời bạn nha. Thấy ghét không? Đúng không cả. Mời Nhi nha. Không mời các bạn chứ mời Nhi nha. Nhi rồi đó. Không đột tức hay vậy. Thôi đâu mà chăm cái nơi trẻ con. Ủa anh Khánh anh nói ai ở đây có hai nhỏ hơn anh Khánh ơi. Thì tao nói nhỏ áo đen á. Ê tới hai đứa áo đen luôn đó. Đen nào tao không biết. Mà quan trọng con cá tao đen tao ăn hết rồi đó. Ăn miếng cá nha. Quá rồi bạn ơi. Mời các bạn nha. Ngon quá à. Làm gì vậy? Đút. Làm gì vậy? Đút. Ngon mà. Nè như em đút gì Vân nè. Ăn gì Vân? Ngon. Mày. Này mình được ăn cá mình được ăn cơm chó nữa các bạn. Cơm hả? Cũng có con cũng ngon. Trời ơi, người ta cho ăn cá, cho ăn cơm nữa. Thứ gì bằng, thứ gì chịu nổi nữa. Nói chung là cá này ủa bạn nướng cá không mà sẽ tách cái nhỏ ở ngoài nữa bạn. Đừng ăn mấy này đắng lắm. Rồi xong rồi cái ai không ăn chứ em ăn à. Cắn phần miếng miếng trong cá thịt tươi. Bằng nước luôn vậy. Đây, mở lại miếng nha. Gì anh Định? Quá đã. Thôi ai ăn đây, cá. Mời các bạn nha. Ai ăn cái gì ăn mình ăn thả khác nó chín luôn anh Khánh. Ừ. Mời các bạn nha. Đây là lá chanh nha các bạn. Ủa lá chanh hả? Ừ. Nãy nhìn nó lá bích mà. Hả? Làm gì hả? Chắc húp luôn rồi. Nó chậm quá. Sao mở đâu kìa. Hả? Nó ngắt hả? Nó đi về nghỉ làm thêm rồi đó. Đúng rồi, về làm lắm. Về chăn muối hột luôn. Ừ. Rồi mốt khi mua muối đi ra ngoài mua nhà muối nha. Ủa? Nãy người ta nghe không gỡ chứ bộ. Rồi tôi tưởng đi sinh tồn, còn nhân muối làm gì? Không biết đâu. Ủa mày tính thử thách 24 giờ hay gì mà mua nhân muối? Tôi tưởng là mình qua đêm đây đó. Đâu biết đâu, tưởng đi hai thử thách 24 giờ. Đây, mời bạn nha. Không, mình không thấy hèm, mình mắc cười. Vậy ta mắc cỡ nha. Mắc cười có mắc cỡ nữa. Đây, mời các bạn nha. Ngon nha anh Khánh. Không ngon, chung là đầu mà. Chắc khá đầu mà. Không quay lại thì xin còn tiếp. Nói chung là tự biên tự trả, tự lo, tự do, tự kiếm ăn mà. Lâu cũng ngang ngang kiếm, nói chung là mùa nước nổi nè. Cá thì cũng có đó. Điều quan trọng mình có xác cá không bắt được nha các bạn. Nhưng mà em xác cá chứ em. Em cũng xác cá nhưng mà đi chung với ai kia không biết bê đó. Kì? Ai kia không biết bê đó. Không ai không biết mà tại ta bơi chưa có chuẩn thôi. Em kể gì nghe, người ta không biết bơi mà người ta bắt được nhiều cá. Đâu như chị em mình, biết bơi mà có biết bắt được nào đâu. Ừ quên, em xin lỗi hả? Là anh hồi nãy em nói anh hả? Đúng rồi. Để anh nói cho tụi mày nghe. Đó, anh lớn đó. Đạo lý này nha. Chưa kịp nói nó đạo lý các bạn. Để nói tụi mày nha. Bước ra đường chơi, đừng lấy cái tên của anh ra chơi. Tại vì không ai biết tên anh hết trơn á. Không thì nào nói, em có hướng lý nha mọi người. Trời ơi, ai mượn hả, ai mượn hả? Con loại mày thiệt chứ. Rồi mốt á, bây giờ bị ai quánh hỏi nha. Cái gì anh mày đai, anh lớn mày đai. Kỹ Khánh Thí, hình Ken nha các bạn. Quýnh ngáo luôn, quýnh hai mèm bằng ngáo luôn.
quải lòng mày chứ. Quải lòng. Chị gái các bạn á, chị anh. Trời. Nó coi thầy lọc của họ. Ảnh là thầy lọc cây cây á, thầy lọc này. Quá đã. Quá đã. Chưa thầy nữa rồi. Quải lòng các bạn. Thôi vợ dùng là mình chơi nguyên miếng cá bự luôn nha các bạn. Mời bạn nghe. Dính hết. Tâm gia vị ngon. Muối lọc ngon anh Thịnh. Không. Ờ ngon lọc, lọc. Ngon đừng ăn nha. Ủa không ngon đừng ăn nha. Nè anh gấp ý ha. Mày bớt nhiều thêm chứ mà. Em bỏ biết mấy chớ không? Mấy trái. 5 trái gì vậy đó. Thầy mời bạn thêm miếng còn lại ở bên xương cá nha bạn. Không có hái dễ, mày đang ăn mà mày hái dễ hoài mày. Giờ nó nói em kìa, em có hái dễ không? Em nói nhỏ mà. Ý là nó nhỏ không ai nghe luôn á. Tự gái đỡ nhà. Mốt hai chân quá hột luôn. Rồi anh em ăn đã không? Đã. Chưa đã hay không? Dạ. Để bắt bữa nào đi ăn nữa anh ơi. Vậy ăn mì ca nữa. Hồi nãy tính là bắt vừa đủ mấy anh em mình ăn thôi, sợ ăn nó dư ra bỏ phí lắm các bạn. Mai nha. Chén muối còn thấy cá hết rồi. Cá hết trơn rồi các bạn. Còn cái đầu không, không biết ăn, không anh em nào biết ăn đầu hết. Có mấy con á, nó bể mực, ăn không đắng lắm nên là anh em không có ăn nha các bạn. Cùng mà. Mở mày ăn dữ vậy? Thôi nào. Đâu rồi mấy anh em mới đi sinh tồn lại mà. Cùng nói chung là nay sinh tồn hơi bị sớm luôn nha các bạn. Này gần nói chung là giữa trưa vừa chèo bạn, còn ngắn gắt lắm. Mới sáng chiều nhảy xong trời âm u lạnh lẽo mưa mà chiều nhảy xuống sông, trời ơi má ơi, tưởng đâu chuyến này rước cùng về rồi lạnh téo bu ghi luôn. Thôi nắng lên lại như dành nắng hết kem anh ăn chữ đá chưa. Hồi nào trời coi nè anh cho em ăn con đó nè. Coi nè anh Khánh ăn có con đống này còn em đó, em ăn đúng con một luôn. À, của em có con luôn á. Hồi nào em ăn có mấy con rồi anh cũng có con một đó. Ủa em ăn có mấy con bộ? Mấy con là ba con chứ nhiều. Ủa thì bốn con ăn có ba con à? Vậy thôi thua rồi, chịu rồi các bạn ơi, không biết nói luôn. Chung là mấy em ăn tranh thủ rồi vét hết mấy đám rác này rồi. Về bà về bạn ơi, nói chung là đừng về sớm, ngủ trưa cho ngủ chiều. Giờ chưa chưa à, chưa gọi là chiều đâu, nắng chân gắt mà. Ngủ trong như đã luôn. Nay ngon không Vân? Nay quay lại thấy ăn mấy này ngon không? Ngon. Anh không nói em. Ở nhà em bắn phi vai giết điêu luyện á. Bữa nghe huyền thoại mấy sao thôi vậy mà 5 sao gần lên cao thủ rồi. Sợ luôn. Mấy bạn có yêu cầu hay ý kiến hay là những cái gì ta? Những cái bình luận luận ý tưởng này kia hay ho vậy bạn cứ comment dưới clip là mấy em sẽ lọc ra rồi chọn rồi làm theo nha các bạn. Còn giờ thì tranh thủ dán mấy miếng mồi miếng xương này còn gì về không ơi. Bây giờ anh em mình chuẩn bị cắt clip đi đi về đi. Em nếu đồn anh Khánh bắt ẻ lắm mà ăn cái này xong Khánh bắt ẻ. Mày hả? Nếu các bạn thấy hay hãy cho. Dạ ê chưa. Để mặt cho anh vô. Anh Caramel quay cái mặt coi kìa. Quay cái mặt coi đây. Đó, dính ba gì luôn trên lâu rồi. Nè, cắt clip bắt ẻ nè. Thôi mày đừng có nói vậy. Tao ngồi, mày ngồi trên đầu gió hồi nãy giờ tao chịu không nổi luôn đó. Thôi, thầm thì em. Nếu các bạn thấy